Nobody. Nobody con. Dẹo ơi, nè, tiếp tục nè con ơi. Màn 2 cảnh 15 con ơi. Màn 2. Rồi chúc đơn giùm em. Đó nè. Em cho mấy chị già hoài luôn nè. Qua đi dẹo, trời ơi mẹ con dẹo ơi. Con sao vậy dẹo? Đi qua đây nè. Cuộc đời mình gắn trên livestream. Trời ơi quá trời đâu đẹp mấy chị ơi. Sòn tới 200-300 món luôn. Em live 15 ngày 15 đêm chưa hết sòn. Gì à? Mẹ vô đó rồi. Hello mấy chị gái. Em hello. Trời ơi toàn là à, xem chứ những mới up ha. Rồi điện giùm em mấy chị. Bữa nay bỏ lên rồi. Không có thất vọng nữa. Không em lên mà. Tại mấy ngày trước em nói em vô phần mềm á. Nói thiệt mà. Rồi giờ này là mấy danh sale. Đó, bông tai sòn to đùng luôn nha. Em bán sale rẻ. Dây chuyền y chang sòn, dây chuyền thì em quay sòn. Nhẫn này á, là vỏ sòn chủ hột tô ba. Nhẫn em có 2 chiếc. Dạ, ăn nhanh lắm mấy chị gái. Đây đẹp chưa, nhẫn mấy Vinh có 2 nha. Viên màu xanh ở trên á, là màu xanh tô ba. Màu xanh thuần khiết, màu xanh của sự nhàn ha. À, em có 2 nha. Nhẫn này em chốt với mấy chị là 31.500. Em có 2, to bự đẹp rẻ luôn. Rồi dây chuyền em sale trơn 1.199.000 giùm em là dây chuyền. Rồi nói chung là đó. Rồi chốt đơn giùm em nhẫn này nha mấy chị nha. Bông tay số còn cục cưng. Đôi bông sòn em đang đeo 63 triệu. Khách chốt sale được 48 triệu nha mấy chị gái. Bây giờ mới Vinh lên đơn mấy chị kèo thơm tiếp tục giùm em đôi bông này. Đôi tôi bông to đùng 3 tầng hộp này em chốt cho mấy chị cho có 39.900.000 thôi. À 4.5 triệu cục cưng ơi. Sale ghé tiệm mua được sale không? Em sợ nó không có. 21g50 là dây nè, em sale trơn 1.2 triệu 1 gam. À nay chơi game ha. Chơi game đấu là đi hả? Ờ à, thôi để lâu lâu em sọc cho mấy chị. Dây này là phải giá là 1.4 mới mua được giùm em ha. Phải dây hoa mai ghép giọt nước. Mấy Vinh chốt đơn mấy chị là 25.800, em chốt cho 1.199. 1.199.000 ai gửi ngoài nha. Thôi đừng gửi nó. Mắt cái mồ bán mắt cũng chết rồi gửi quầy. Rồi ok tình yêu. 25.900. À 25.800. Dây chuyền em bán cho 1.199. Dây bao đẹp y chang như sòn. Bông tai em chốt cho 39 triệu. Bông tai người ta mua cao lắm. Bông này bông xe mới chị mua được giá này. Không lấy vừa vô bắt mấy chị chia sẻ liền chứ. Bắt chia sẻ liền nhầm em. Cái này viên chủ của nó là viên chủ nhân tạo nha. Ở trên của nó là khoen 3 hàng lùa. Ở dưới là phó bông to đùng. Tắm xung quanh nó là tắm 2 ly 6 luôn cho em. Đôi bông này luôn cho em 63 củ mới mua được nha. Đầu like em tri ân. Nhanh còn chậm mất tiêu. Em chốt cho giá là 39 triệu cho đổi lỗ 10 bán lỗ 20 thôi. À, 6789 hả chị gái? Ok 4.5 triệu nè. Em vô thôi chứ giờ cái đó lên nữa lên không nổi. Nó bỏ vô bọc kia rồi. Rồi 4.500.000 rồi chốt đơn. Bông tai 39 triệu chị nào bỏ lỡ tiếc giùm em. Cộng dây Vinh đang đeo là quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Không có giá 1 triệu mốt mấy đâu. Đẹp sang y như sòn. Dây sòn hay gì là khoảng 350 triệu. Cái này nó chỉ có 25.800 thôi. Giá quá rẻ luôn. 135, 140 mới mua được. Em đang sale 1199 đầu like cho mấy chị. Đầu xuôi đuôi lọt cho nên là bán rẻ luôn. Bông tai sòn 39. Em cho đổi lô 10 bán lô 20. Đăng liền luôn dẻo ơi. Mẹ con đăng banh nóc luôn cho em nè. Đăng liền luôn, đã bông phơm to tặng như cặp học chủ nhân tạo. Em cho đổi lên 10 bông lỗ 20. Con đăng y cái tiêu đề lên trên vậy luôn nghe con. Đây. Nếu không đẹp, không sáng, không bự, không to, tắm xung quanh là tắm 2 ly rưỡi nha. Nè con đăng luôn cho mẹ luôn. Dây đăng đeo à. Rồi em chốt ơi tình yêu dây đăng đeo tình yêu thu hăng 25.800. Ok cục cưng, bây giờ chốt tình yêu thu hăng. Mọc 299 cục giá đó luôn con. Rồi chốt đơn luôn nhà em này à. Rồi bây giờ chốt đơn tình yêu thu hàng 25.800. Đồ đẹp nhiều. Thấy cái lắc em đang đeo lắc ban không? Đó lắc Tiffany toàn ten căng đưa vàng hồng. Em chốt luôn cho 1250. Bỏ lỗi là tiếp đó. Ok cục cưng 1199.
nhà hàng Phương, nhà hàng Tỷ Phương, tỷ chị yêu. Tâm cái anh cái tâm kêu rồi, rồi bông tay. Sao 789 năm chú tình yêu Bích Liên. Nhẫn đang đeo thị trường là 81 triệu nha. Cái này khách chốt 64 triệu nhưng khách có chịu lỗ cọc 2 triệu. Em cho mấy chị lời luôn cọc 2 triệu đó luôn. Em bán 62 triệu cái nhẫn này, bao đẹp luôn cho các chị luôn, to đùng luôn. Cái này khách lỗ cọc 2 triệu em cho mấy chị lời luôn nha. À, không ai bán giá dưới 80 triệu hết trơn á, uy tín luôn các chị ơi. À, rồi lắc tay 17 gam 34. Rồi ca này sale quá, sale đẹp luôn. À, ê biểu, không chịu nè. Lấy dây kiểu ra. Dây trơn không, tôi mới kêu vô làm, chứ này tôi làm được. Ờ, à, tôi đâu mượn cái người vô làm với anh chi. Tôi làm vụ đó được. Lấy dây kiểu ra giùm tôi. Bỏ cái này ghi giùm tôi. Rồi cho cái mâm sòn xeo cho tôi cái gỗ nhỏ thôi được không? Gỗ bự quá. Sao 789 là 4 triệu rưỡi cục cưng. Rồi lắc em chốt cho 1250, trời ơi đẹp lắm, bà con dòng ngọt. Sòn là sẵn sẵn ở nhà không nha, ở tiệm không nha các chị. 21 triệu 675 ngàn. Đẹp nha mấy chị, nó sẽ có trái tim của Tiffany, có cái túi của chờ nò luôn nhà em. Kêu bé Tiên alo chị, ok tình yêu Nguyễn, ok Mỹ Nguyễn, con nè, em nè. Rồi chốt đơn nhà em, cho coi chị Mỹ Nguyễn và chị gái ơi, 60 rồi nè chị gái. Nói nhiều khi mấy chị nghe nó mắc cười, thật sự là nó thiệt. Nó bông to lắm, thiệt. Nó bông tay là 39 triệu cục cưng đang thảo em. Cái này phải 1450 mới mua được nha, em đang sale cho mấy chị 1 gram 200 ngàn. Đi tay 48-58 nó được luôn, resize 5 món, nghe chữ xanh tiền, xanh tài, xanh lọc. Nó nghe chữ ngủ với các chị, mà số 5 là số xanh tiền, xanh tài, xanh lọc cho em. 21 triệu 675 ngàn. 21-675-1250, đi tay nào đeo cũng được luôn cho em, bỏ lỡ đi. Rồi em có một cái mặt mẹ sòn. Khách mới mua 48 triệu. Bây giờ chốt câu ổ, sao đụng dây, ê, mập địch. Nha các chị ơi, mấy chị bỏ lỡ cái này hơi bị uổng nha. Khách mới mua cái mặt này 48 triệu nha các chị gái. Lỗ 20, đổi qua đồ bạch kim. Em chốt cho mấy chị 38 triệu 500 nghìn. Chị nào bỏ lỡ là tiếc giùm em 38 triệu 500. Mặt này là mặt cỡ lớn. Rồi mấy chị nhìn vô cổ em nha, đây. À, à cái kiểu là XML. À, cái này là cỡ M, cỡ L rồi đó các chị gái. Nhẫn em đang đây là 31 triệu 500, cục cưng xinh đẹp ơi. Rồi chúc đơn mặt mẹ, Quan Thế Âm Bồ Tát. Mẹ full sò luôn giùm em, mặt mẹ cỡ to nha, đây bên hồng. 38 triệu 500, tình yêu nào bỏ lỡ là tiếc nha. Cái này lâu lâu mấy chị mới có được cái giá này đó. Chứ làm gì có được giá này, không bao giờ có được giá này đâu. Rồi chúc đơn mặt trùng để em đeo cho mấy chị xem, mẹ xem. Cà phê sữa là 4 triệu rưỡi nè, Lê Hồng Nhã 4 triệu rưỡi hết nha. Như thôi, bông 6789 không ai bơm đâu, lần trước lên cũng hết sạch. Hết rồi, ok. Rồi bây giờ mình chốt đơn cho tình yêu cà phê sữa. Cứ ban ngày là em sẽ like hay chớp. Nếu em sáng 10 giờ rưỡi thức sớm thì lên 10 rưỡi. Còn không thì 12 giờ em sẽ lên tới chiều luôn. Ca tối là ca 6 giờ 45. 38 triệu 500. Rồi cảm ơn cục cưng xinh đẹp. Rồi Vinh cho đổi luôn 10 băng lỗ 20 thôi mặt này thôi nha. 10-20. Lắc này em đang đeo là lắc sòn. Lắc bây Vinh đang đeo là lắc sòn hả chị gái ơi. Ni tay maximum là ni tay 54. Lắc sòn này là lắc LV 5 hàng. Em chốt đơn lắc sòn này cho các chị luôn với giá là 139 triệu cái lắc này. Bao đẹp luôn em lắc sòn em. À, hơi bị tuyệt đẹp. Ủa mẫu ơi em chụp cái lắc sòn này cho chị Hoài Tâm coi mẫu. Giá rẻ quá mẫu ơi 385. Rồi cuối cùng chúc mừng được thỉnh mẹ được Thanh Phú Tân. Chị đặt rồi. Chị đặt rồi. 5 ngày nữa. Gửi lại chị lần nữa đi chị nhắc ra đây có hình cỏ mấy công chị kéo. 10-20 mẹ sòn. Gửi lần nữa em chị gửi riêng chị đi. Lắc em đang đeo là 139 triệu. 139. Rồi bây giờ chốt đơn cho cái mặt này. Cách mới đôi đồ em nha. Mà tình trạng mấy chị mua mấy chị không có đeo. 28 xem 24. Hôm nay tiếp tục em xem 22. Đầu đi đầu về mấy chị ngời được 6 triệu mặt này. Chủ ở trên nó là chủ Ngọc Nhân Tạo luôn cho em. Ba bông to đùng 22 triệu các chị ơi. Em cho đổi lô 10 băng lỗ 20 nữa. Bây giờ cho đổi lô 10 băng lỗ 20 nữa cái này cho em. Rồi chốt đơn 22 triệu nha, to đùng luôn đó. 22 bà con dòng họ ơi, 10-20. Giá rẻ bất ngờ luôn đây, mấy chị nhìn em cỏ này. Coi em cỏ nào ha, em đưa lên cổ cho mấy chị biết là nó cỏ trung. Chứ nó cỏ nhỏ xíu đó mấy em nói. Giả nghe Lê Hằng ơi, số tài khoản sau lưng trên đầu em. Ê con ơi, lấy cái ghế để cái số tài khoản cao cao lên con. 22 triệu dùm em mặt này, tình yêu nào bỏ lỡ cái này uổng đăng này liền không con.
Sao không lừa đủ tiền hết đi? Còn dư tiền tôi nói không nói. Đủ mà. À, vậy được nội. Ok. Rồi em hai. Chạy chạy đi chỗ khác chơi, ông nội xin đăng đưa đi chỗ khác chơi. Trời giờ này quá xinh đâu. Cái gì vậy? Bớt chứ 100 mấy ngàn thôi, đâu có lời đâu, đồ không có lời năn nỉ. Năn nỉ luôn, năn nỉ. Mặc mấy em hai con. Rồi em lên cho một cái này nữa. Xin cái gì kìa, tự nhiên xin chị hoài giờ này á. Rồi cái này em lên sale cho mấy chị cái này. Đồ sale nha. Có số lượng 1, có số lượng 2. Rồi em có mặt mẹ quan âm lớn. Chốt đơn nhanh giùm em. Rồi nhanh còn chẳng mất tiêu mẹ quan âm. Em chốt giá 1.200.000 mẹ quan âm Bồ Tát lòng trong của mẹ nè. Đẹp tuyệt vời. Chị yêu này thương mẹ, tỉnh mẹ. Mẹ là cái duyên của mình đó mấy chị. Rồi 22 em chốt tình yêu Thái Ngọc. Rồi cảm ơn cục cưng nha. Em cho đổi lỗ 10 bằng lỗ 20 nữa. Đó. Chốt like không dìu bụng xả like giùm em, công đức vô lượng nha các chị gái ơi. 15.240.000 15.240.000 số tài khoản sau lưng trên đầu em. À, lên sòn đi chị hả? Rồi để định lên cái ý bạch kim một xíu. Rồi chốt muốn lên gì lên. Ok. Sòn nhiều lắm. Cái gì không nhiều chứ vàng với sòn là nhiều lắm, có nợ rồi. Mặt mẹ em xem 1.200.000. Mặt lớn nha mấy chị 15.240.000. À, mẹ sòn, bé Vinh sale luôn cho 1.200.000 nha em. Chị nào bỏ lỡ là tiếc nè. À, bộ áo của mẹ nè. Thân áo trên mẹ hột nè. Hậu quang mẹ hột nè. Ở gì? Và đài sen mẹ hột ở dưới đây. Còn hậu quang của mẹ là móc máy tia tia luôn giùm em. 15.240.000. Rồi chốt. Rồi nhẫn nè mấy chị gái. Nhẫn đang đeo là 62.000.000. To đùng luôn, nhẫn không đẹp với Vinh đền. Dạ vừa chị gái, mặt đó vừa dây 7D luôn. Vừa chị gái yêu ơi. Rồi chốt 62.000.000. Khách chốt 64, khách không lấy, khách xả đơn, khách lỗ 2.000.000. Em cho mấy chị lên 2.000.000 đó luôn. Đó, lên đơn nghiệm em 62. Này con chụp ra rõ, con đăng luôn này đi con. Gió to đùng luôn, bán 62.000.000 thì chỉ có một mình bé Vinh thôi. Có một mình bé Vinh 62.000.000 của này thôi nha chị. Này nhìn tay em nè. Lắc em đang đeo 139.000.000. Đang đeo 139, còn này 62.000.000 giùm em. 62.000.000 bà con ơi, ra đây mà xem. Rồi chốt đơn 62. Rồi dòng bi này em sale cho 1.200.000 nha. Bi đi tay 48, 50, 52, 54 đều được bi. Vừa tình yêu ơi, có dây 7D vừa mẹ không? Có chị gái. Rồi em lấy dây 7D chị gái. Dây 7D em chốt cái con, chốt cái sợi dây này cho cô đi không. Bao đẹp cực kỳ tuyệt vời, ông mặt trời luôn nha em. À, rồi nhìn chốt cho 1.200.000 ra em ta. Rồi em chốt dây này cho em 1.200.000 nha chị gái. Em tri ân trong khi em 17.800.000. 178 7D giá 1.200.000. Chị nào bỏ lỡ uổng. Rồi ok cục cưng 17.800.000. 4 món tắc rượu đã đeo được rồi đó chị gái. Đó đây cái này chị gái đeo vô mặt mẹ quan âm nữa là ok. Cái này là xuất sắc nha. Bao sáng bao sang bao lung linh. Rồi chốt đơn 17.800.000 tình yêu chị yêu Hanh Phú Tân 178. Rồi cái nào không em để đây nè. Rồi cho anh Phú Tân có lấy không, lấy là em để tim tim Lê Ngọc nha. Sòn ai lấy thôi. Chị Vinh không biết nè, coi Duyên hồi nãy sòn chỉ chốt tới mấy người lắm á. Bây giờ để em hỏi Duyên có đi gom đợi Duyên chút xíu. Rồi chị đó có lấy không chị gái ơi, nhiều người comment quá rồi. Rồi dây chuyền gút em lên cho mấy chị màu trắng nè. 7D. Rồi gì em đặt cọc đi rồi sáng mai em ra lấy nha. Rồi em đặt cọc đi sáng mai em ra lấy nha. Tại đồ đâu phải ghé tiệm. Rồi em để sao cho Phương Lê đi, lỡ chị cũng ghé em bán cho người khác nha. Rồi để sao Phương Lê. Rồi ok cực cực. Rồi dây chuyền rút em chốt cho 1.290.000. Chị rút 9546. Dây xương cá vòm to. Rồi dây xương cá vòm to luôn nhìn dịch 9.546.000. Tự nhiên mua sẵn nha trời. Rồi chiều dài này là chiều dài 7 tấc nha mấy chị gái. À, chiều dài khoảng 5 tấc rưỡi. Rồi vòng to em chốt cho 1290. À, bây giờ chốt cho 129 nè. À, mấy chị đeo gì nè. Rất là đẹp luôn mấy em. Modern cực kỳ luôn mấy em đó. Đeo như tắc như khăn quàng cổ. À, nó rất ư là modern luôn nha các chị gái. 9.500 lấy lắc sòn nào đẹp cho chị đi Vinh hả? Chị cái lắc này quá đẹp luôn á chị Lan Đào. 139.000.000 là rẻ lắm luôn á chị Lan Đào. Rẻ lắm luôn á.
139. Chị gái yêu xinh đẹp, dây đút 7 tấc. À, loại mẹ nhà tiền em có luôn nè, em về tới 5 cái là chốt thứ hai em nhận được, học dịch không kịp rồi chị gái. Cái này khoảng 6 tấc thôi chị, à khoảng 5 tấc rưỡi, 6 tấc thôi cục cưng. 9.546.000. Chồng đầu được cái 6 tấc đó mấy chị gái. Chồng đầu được cái 6 tấc. Rồi, 9.546.000. À, 9546, em sale cho 1290. 9546, em sale cho 129. Rồi cái này dùm em, chị nào lên đơn dùm em rồi đăng cái này luôn đi con. Nhẫn em đang đeo là 31 triệu cục cân. À, mặt đó con đăng chưa? Rồi Thái Ngọc xã. Rồi mẹ em về tới 5 lần em sẽ không bán nhớ tới 22 triệu hay tới 25 triệu đâu. Bây giờ về tới 5 lần. Về tới 5 luôn. Rồi ok, từ em lên. Rồi em có đứa này em lên, mấy chị này em lên sale. Rồi này 24 năm nè. À, 28 năm lận. Cách chốt được 24 năm. Giờ em tặng tiếp nữa nè. 28 năm cách chốt được 24 năm. Cặp hộp nhân tạo luôn, quá đẹp. Em bé ha cưng. Ok, đi xíu cho nó chụp hình cho nghe. Rồi em có đôi bông ha luôn. Ở đôi bông nữ hoàng 2 tầng, bông mai. Tấm to 2 tầng nha, bông to lớn luôn dùm em. Rồi em chốt đơn luôn cái giỏ này cho mấy chị, cho có 20.500.000. Bao đẹp cực kỳ tuyệt vời. Cách chưa sale là 2 tấn đó, cách chốt được 24.500. Bây giờ mới Vinh tặng tiếp cho mấy chị nữa. 20.500.000 bông này. Bông này chị nào mà bỏ lỡ là tiếc nha. Đâu này đâu cỏ to. Chỗ các bán cái giỏ này không 36 triệu luôn á, chứ không có giá này đâu. Nha, giá chưa sale là 28. Em cho đổi lô 10 bán lô 20. Napo ai gì à Phật. Trời ơi cái gì dữ ha. AB ơi nó lật đi, AB ơi lụm nó lên AB ơi. 10 20 luôn dùm em, 20.500.000. 20.500, bao đẹp. Trời to lắm, đăng lên liền dẹo. Tức quá tức rồi. Tức mấy chị quá tức rồi. Thôi cho em lên đồ sale cái này xíu đi, đừng em lên sòn nữa, sòn cả sao nha. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20 cưng. À, đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Trời ơi em săn cái này lên. Ghi giá không được trời. Em ghi giá không được. Rồi cho em lên đồ xeo xíu nha. Rồi em có một cái nhẫn âm ơi nữa kìa. Ê nó ngã anh đầu tao luôn. Đẹp chưa. Em xeo cho 1.1 triệu nha. Dạ chốt đơn giùm em 9790. Rồi em lên đồ xeo bạch kim nha. Em lên đồ không có số lượng. Chị nào bỏ lời tiếc giùm em. Hàng độc duy nhất có một. Rồi nhẫn vuông em xeo cho 1.1 triệu. 9.790.000. 9790. Ê tao xong mà mai tao đi chơi nha. Rồi em chốt tình yêu thanh thảo. Ok cục cưng 9790. Bé Vinh sale cho 1.1 triệu. Rồi chốt đơn bé hết. Có một em nghe vô một nha. Chị nào lấy hai em. Rồi mặt dòng em sale cho 1.2 triệu. Dòng bi đặc biệt 145 mới mua, 145 mới mua được. 15.500.000 mấy chị gái. 15.500.000 em chốt cho 1199. Dòng bi bao đẹp nha, nó chưa có tăng đưa tuần tan cho nên là giờ 4854 nhắn đeo được luôn dùm em. Bên hông của nó khí trơn, bi này của bi của nó là 16.000. Không bao giờ bấm đắt luôn cho em. Rồi chị nào bao lâu ổn. 20 triệu chưa mua được đó, giờ mua 15 năm già chơi vậy đó. 7 đêm hôm nay em về được dây tròn. Rồi, cảm ơn giùm em tròn cài Vinh. Em có hai nhận không đẹp với Vinh đền mấy chị luôn, uy tín. Uy tín, Việt Nam nó là làm nha. Em có tổng cộng là 6 dây, bao đẹp. Mà nó hơi bị dài, có gì mấy chị cắt ngắn lại được luôn nghe mấy chị ơi. Rồi, em chốt cho mấy chị 7D trên line này nghe mấy chị ơi. Không đẹp không lấy tiền, rồi chốt giùm em tròn cài Vinh. À, chị Út ơi, ha, có mẫu nhân nam không à? Ok, Kim Trần Minh. Dòng bi là em chốt tình yêu sinh đôi trường. 15.500.000 giá rẻ một cái banh nóc rồi. Rồi chốt đơn. Dây này có 6 cộng. Cái này em nói 7D là mấy chị cứ nhớ em sẽ kêu tên mà nghe dây tròn cài Vinh ha. Để khỏi mất công chỗ khác người ta đặt sẽ thiêu đê em. Rồi chốt giùm em tròn cài Vinh 7D. Tròn cài Vinh đi ha con. Chốt cho 1.299.000. Sát dây của nó là sát dây 68 triệu nhưng mà nó nhẹ chỉ có 35.900.000 thôi. Bao đẹp.
À, dạ cái đó là vỏ sòn chủ trên nhân tạo đó chị gái. Dạ anh Quỳnh, dây có 6 cộng. Nhận không đẹp với Vinh đền. Rồi chị nào lấy comment giùm em mã cài Vinh 359. Cài Vinh 359. Cài Vinh là đặc biệt nhất trên đời này đó, không có người nào dám cài Vinh đâu. Rồi chốt đơn giùm em 1.299.000. Có 6 sợi thôi. Nó to vậy đó mà nó có 35.900. Đăng liền luôn giùm em nè. Rồi đăng liền này luôn con. Không đẹp không lấy tiền con. Rồi dòng này bé Vinh về được 2, em sale cho 1.200.000 nha. Mấy chị đều được 2 bề nha. Bề trên là nó sẽ là cạc triêu có luôn viên đá giọt nước. Bề dưới đó là như vậy dùm em. Ni 48, 49 đeo được, hơn 49 đeo không được dùm em. Rồi em chốt tình yêu Phượng Trần 35.900.000. Trời ơi, 7 đề nha chị gái. Rồi chốt dùm em mà cà Vinh. Dây đó kêu bằng dây cà Vinh đi chị gái ha. Ok, cục cưng 35.900.000 Phượng Trần. Không đẹp với Vinh đền. Rồi dòng tay cùng ni. Tay nó ni nhỏ cho nên em sale nó chị gái yêu xinh đẹp. Ni tay 48, 49. Rồi chốt đơn sale 1.199.000. 42.900.000 mấy chị. 42.9. 42.900.000. Này con đăng luôn một dọc gì đi con. Sắn tròn chị gái. Sắn tròn đẹp. Mẫu hôm nay nó về mẫu mới nhất. Tròn của nó là tròn oval, chứ không phải là tròn kiểu kia. Cho nên chị cứ yên tâm. Dây này chị cứ em lấy uy tín em ra danh dự. Em danh dự chế nhận không đẹp. Em đền nó chế. Giá thì mấy chị khỏi lo rồi. Giá em từ đó giờ là em không bán rồ giá như chỗ khác đó. Nè con chụp 42.900.000. Chị nào đi tay 48, 49 là vô mánh. 48, 49 là vô mánh luôn dùm em này. Rồi mặt viên kim cương em có một cái duy nhất luôn dùm em. Rồi em chốt tình yêu dây em đang đẹp đủ chiều dài. Em đang đeo là 4 tấc 2. Em có 4 tấc, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi, 4 tấc 8, 5 tấc, 5 tấc rưỡi, 5 tấc 8, 6 tấc. Mấy chị chắc nói gì cũng được luôn. 35.900.000, ok. Rồi mã cài Vinh, ok tình yêu. Dây 17.800.000 hồi nãy chốt với chị Phan Phượng rồi. Chị nào trước ta, sorry Phan Phượng, 22 chốt rồi. 8.400.000, dây em đang đeo 359. Rồi mặt viên kim cương em sale cho 1.200.000. Mặt viên kim cương Amaro. Trời ơi mấy chị, dẫn đầu xu thế là em. Hôm nay mặt này nó về cái form nó lại đẹp hơn. Nhưng mà em để mấy chị gái, em sale rẻ mấy chị ấy hay không nè. Cái lòng trong á, nó hơi cứng chỗ này chút xíu. Nó hơi có cái ngang mí này chút xíu nha. Cho nên em sale rẻ 1.200.000 cho các chị luôn hàng mới. Chút xíu chỗ này thôi. Nói chung thì em chị mới thấy cho em chị. Em không chị mấy chị cũng không thấy đâu. Nhưng mà em bán cái nào thì em sẽ nói rõ cái đó cho mấy chị ha. Rồi lên đơn 8.400.000. Ok hồ hồ để chị Vinh cho nó coi liền em nha. Rồi chốt đơn. Rồi mặt dây chuyền 8.400.000 em sale cho 1.200.000. Có một xíu đó thôi. Mua trên mười mấy triệu mới mua được đó. Bông tay số hết rồi. Rồi chốt mặt này em 8.400.000. Em chúc mình tình yêu Vương Uyên 1199 nha cưng. Rồi chúc mừng Vương Uyên. Có xíu sau lưng chút xíu vậy thôi đó. Chị mới thấy thôi. Rồi em có cái lắc ban này siêu đẹp nè. Pandora toàn ten tăng đưa. Đây là cái ngôi sao. Đây là chiếc guốc, đây là trái châu, tất cả là trang đẹp hết dùm em ha. Rồi bây giờ chốt cái lắc ban này lên đây dễ thương cực kỳ. Bao đẹp luôn dùm em này, 8.400.000 em hết rồi. Có gì 5 tấc dạ có tình yêu Thiên Nguyễn, cái này có 5 tấc đủ chiều dài luôn, cục viền ơi, cục viền. Em có đủ chiều dài luôn, cục viền yêu ơi, đủ chiều dài. Rồi lắc này em sale rẻ 1.199.000 luôn. Em chốt cho 26.900.000. 26.900.000. Có một cái một. Bao đẹp luôn mà em 269. Mặt 84 hết rồi. Lắc ban ni tay 48 58 đều được luôn. Có gì mấy chị thêm tăng đưa toàn ten được. Tình yêu nào bỏ lỡ uổng. Đây là chiếc gút nè. Đây là ngôi sao, đây là trái châu. Trái châu đồng đèn lưới luôn nha em. Toàn ten tăng đưa nữa là cỡ nào đeo cũng được luôn nha em. 269. Con ghi giá luôn đi con. 26.900.000. Rồi những này, những hoa mai ghép em có một chiếc duy nhất nè. 1.200.000 em sale 1.150.000. Y chang như những sòn 1 tỷ nha. Y chang những sòn 1 tỷ. Rồi chốt đơn luôn dùm em 115. Sáng dương 7D có 27.300.000 cục cơm. 8.234.000. 269 em chúc mừng cho Châu Nhi. Ni kêu đủ ni đó, đủ Châu Nhi ơi.
26.900, ok cục cưng. Rồi chốt đơn nhẫn 8234. Nhẫn 8.234 nha. 8234. À, đủ ni được, em làm ni được. Coi đồ hoàng về, có mấy chiếc nhẫn bự đó Vinh lên Duyên ơi. À, mẫu ơi, hỏi Thắng ơi, vụ đồ hoàng lên máy chưa con. Rồi em chốt nhẫn giùm em 8234. Em chốt tình yêu Kim Phượng. Dồn đơn chuyển 20, 10 triệu nha. Đừng chuyển 1 triệu, 2 triệu tội nghiệp, em nghe mấy cục cưng. Không thích xả like giùm em, công đức vô lượng nha mấy chị. Chồng yêu, chồng thương, chồng mến, cha mẹ chồng chà. Cho tiền luôn nghe mấy chị gái ơi, thấy chưa. À, em chốt tè le tè lựa hết trơn á. Còn nếu như mấy chị mà làm ngược lại là hiểu nha. Rồi ok cục cưng thân ý giùm em mã sao. À, rồi đi số 10 với Vinh nè. Rồi em có cái nhẫn Amaro này. Bao đẹp luôn giùm em nha. Nhẫn này chỗ khác bán với mấy chị 1350. Trên 20 củ mới mua được giùm em. Mà đây nó là cực đẹp. Em xem chiếc nhẫn hoa mai này hàng độc luôn. Mấy chị muốn đeo ngón giữa cũng đẹp luôn nè. Nha, muốn đeo ngón trỏ, ngón danh thì cũng đẹp quá. Rồi bây Vinh chốt đơn 16.13. Em chốt chân chị 1 nha. Bao đẹp 17.700. 17.700.000 giùm em nhẫn này. Nhớ em, ca buổi sáng là ca tới từ 10:30. Mà tại vì sáng nay đồ sòn gì nhiều quá, cho nên em lên 12 giờ. Một là 10:30 em lên, hai là 12 giờ tới chiều, tối là 6:45. Cứ cố định như vậy mấy chị nha. À, bữa nào em có đi đâu thì em sẽ đăng hình em báo mấy chị nha. 17.700. Ngàn nhẫn này bao đẹp. Nó hơi bị chán, còn chỗ của con hơi bị chán. Rồi chiếc nhẫn này em đai Amaro luôn, đỉnh đẹp luôn nha mẹ em, mình gọi là đỉnh đẹp nha, đỉnh đẹp. Rồi em có bông này tấm to, cái này khách mua tới 24-25 triệu nha các chị, giá chưa sale là 28.5. Tấm to của nó tới 2 ly 2, lần tấm xung quanh bông halo này tới 2 ly 2. Bao đẹp cực kỳ tuyệt vời. Đây nhìn em, chủ ở trên đang chủ nhân đạo tấm to ha. Rồi 8234 em để sao chị Mai Thảo. À, ok cục cưng 8234. Rồi chị yêu nào nữa, 17.7 có ni 17 luôn chị gái Gani. À, ni em đang đeo đủ ni chị gái Gani được nha. 17.700. 21.5 là nói mấy chị, em bán 17.7. Làm ni được. Bé làm ni được. Rồi 28.5. Khách chốt được 24-25. Rồi mấy chị lên nhanh nữa giùm em. Em chốt ra bông này cho mấy chị nhanh còn mất tiêu, ai lẻ tay thì được, ai chậm tay thì mất giùm em. Em chốt 19.900.000, em cho đổi lô 10 bán lô 20. Để Vinh cho đổi lô 10 lọt bán lô 20, tấm xung quanh là tấm 2 ly 2 ly 2 các chị, tấm to. À, được tặng được viên chủ hộp nhân tạo, cặp hộp nhân tạo 5 ly. Đích bông mai nè mấy chị, đơn giản dễ thương. Rồi vậy là ok, chị lấy 17.7 đúng không? Xã 82. Là con chốt cho tình yêu Mai Thảo 8234 đi. Rồi chị yêu lấy 17.700 phải không? Ok chị yêu. Ok chị yêu. 19.900, em cho đậu lô 10 bán lô 20. Đó bông to bụng đẹp luôn giùm em. Rồi chị Hiền thôi. Rồi chốt đơn bông tai 19.9. Ủa da Nam Mô Di Đà Phật sòn. Em chụp cho cô Thảo coi, ai nữa mấy chị. Chụp em cho sao đó. Rồi em bé Vinh có một cái mặt này, mặt LV, em sale trơn 1 triệu con gam. Mặt bao đẹp, khoen đầu là hộp ghép giùm em nha. À, đeo dây trung, dây vừa vừa, dây lớn được luôn mặt này. Bé Vinh sale trơn 1 triệu 19.900, em chụp cho Thảo Nguyễn coi đúng không. Nhìn bà này dễ thương á, trời ơi khen tôi dễ thương. Giọng hơi ồ ồ, hơi tiền đất ha. Ok cục cưng. Rồi 19.900.000. Mặt này bé sale trơn 1 triệu 664. 664 nhà mềm. Rồi chốt đơn. Em có một cái mặt duy nhất nha, LV. Bông halo nhỏ có cục cưng. 19.900.000. Sale trơn 1 triệu. Rồi, à, dây chuyền đang đây là 359 mấy cục cưng ơi, dây đeo đẹp lắm, không đẹp mà không lấy tiền. Rồi mặt sale 1 triệu, chị nào bỏ lỡ tiếc nha. Bỏ lỡ là tiếc đó. Sale 1 triệu 1 gam. Rồi chốt đơn nhanh nhà mềm. Đẹp lắm. Con chụp cho cô Bình coi thử 19.900. Ok. Rồi chốt đơn hết. Cặp hộp đang đeo là 5 ly. Rồi cái này là như ta 6 triệu mấy tao qua nè. 6.640.000. Rồi bé xe cho 1 triệu 6640 Nam Mô Di Đà Phật.
Đó, 6640. Rồi bà Dinh là ok. Xem triệu mặt này nha. Rồi em có đôi bông tai Dior. À mà hộp da ghét luôn nhà em, phen đầu ở trên luôn em nè, bao đẹp cực kỳ tuyệt vời. Và Minh Luân à. Rồi bông tai 4,5 triệu, bông tai F6789 nữa con. Rồi cho Minh Luân đời. Rồi bông này em sale cho 1,150,000 bao đẹp. 1,150. Rồi bây giờ chốt đơn 9,027,000. 9,027, một đôi duy nhất giùm em. Trời ơi kèo đẹp. Khoen ở trên là khoen luôn giùm em. Dây đang đeo à. 35,900, 7D, loại tròn, dây cà dinh. Mã của nó là dây cà dinh cho em. Rồi chị ký cho em, chị ký luôn cho đăng chị giữ. Không, rồi cái này em trả cho chị rồi đó. Em bỏ vô cái bọc em trả cho chị. Là cái này của em phải không? Không, là bán cho chị nha, dây nha. Dây nào của chị hay là của em? Dây của chị luôn. Của chị là đâu? Thì giờ đơn giản đó là của mày rồi đó. Rồi, cái lắc đó là của mày đó. Giờ tao ký tên hai cái này thôi. Chị em cộng lại cái này còn nó đưa điện thoại. Chị giữ này. Ủa tao ký với mày tao giữ nữa. À, 6789 em hết rồi. Rồi chốt đơn bông tay giùm em 9,027,000. 9027 ok cục cưng rồi bây giờ hết. 9027. Tha lên miệng. Kệ gặp em hoài giờ mấy chị. 9,027,000. Rồi 1,150. Rồi em chúc mừng chị Nga Nguyễn sang cực kỳ chị Nga Nguyễn ơi. Rồi nhẫn này em sale cho 1 triệu. Ni số 10, số 11, 12 đeo được. 10, 11, 12 đeo được nhầm em này. Trời đẹp lắm. 10,670,000 nhẫn này. 10,670,000 nhầm em bé Vinh có một thôi. Đó. 10,670 em sale cho 1 triệu nha. 10,6 này. À, dây cà dinh, dây là cà dinh nè. 10,670,000 mới dinh xeo trơn rồi. Rồi nhẫn này chị nào đi số 10, số 11, số 12 đeo được nha. Trên cháu nó có hộp. À cái tiền này con đang xếp lan phải không con. Đây, rồi chốt đơn nhẫn này mấy chị gái 1,350 mới mua được chứ không có 1 triệu nha. 10,670 đăng luôn đi con. Rồi dây này em lên cho mấy chị đây. Mấy chị ơi, em có một sợi dây LV tòng ten tăng đưa 1,350. Đồng hồ dây da hết rồi, vài bữa mới có gì mới hết mang là ấy nữa nha. Đồng hồ dây da bé ha. Rồi chốt đơn 305 em chốt cho 1,350. 4,120,000. 4,120. À, nhẫn nữ quan tròn sale có cục cưng. Rồi dây này có tòng ten tăng đưa đây nè. Lên cổ cực kỳ dễ thương nha, 412. Có một sợi một sale 1,350. Một 350. Dây cổ đang đeo là 359 cái yêu. Toàn ten tăng đưa 4,120. Rồi em chúc mừng cho Phạm Anna. Tiết Hồng ơi là của Vinh đang đeo là 35 triệu. 35,900. 359. Rồi cái okay, tình yêu Quỳnh Duyên. Dây Vinh đang đeo 35,900 nha. Rồi chốt đơn 359,412 em hết. Rồi đây là một sợi dây chuyền bi. Sáng lung linh luôn em như dây chuyền bi. Em chốt cho 1,250. 1,25. 412 em hết rồi. 359 em chốt tình yêu Lê Minh Hằng. 35,900. Ok cục cưng Lê Minh Hằng dùm em. Ok rồi dây bi. Em có cộng 1, 42, 43, 44, 45 đeo được. 12,930,000 các chị. Bi kim cương sáng giới luôn em, bi tròn nha. Trái lớn trái nhỏ. Trái lớn trái nhỏ luôn em, bi kim cương. 12,930,000. Dây cổ đang đeo là dây tròn chị gái mà đường móc rất đẹp. 12,930,000. 12,930,000. Con cộng 1. Rồi bán chốt cái túi Mỹ. Rồi bé hết. Rồi tiếp tục lên luôn giùm em dây chuyền. Đó, sao dây chuyền dưa 4 tắc 2 nè. Rồi dây dưa em sale luôn cho 1,2 triệu. Dây dưa bé sale cho 1,2 triệu gam nha. Rồi dây em hay mấy chị bị mấy chị bơm quá à. Em để người sao nha. À, em để Quý Quỳnh mã sao nè. Định thôi làm cộng thôi tao kệ.
nhẫn đường kính 16 á chị gái, 12930. Rồi ok, cân hết. Rồi dây này 4 tắc 2, em sale cho 1,2 triệu. Nhẫn đường kính 16 là đi 11 đó chị yêu. Rồi chốt đơn giùm em 17.800.000. À 17.180.000. 17.180.000, dây này là dây dưa nha chị gái. 17.180.000 là lên cổ. Sáng giới luôn giùm em sale 1,2 triệu. Sale 1,2. 17.180.000, dây dưa 4 tắc 2. Rồi em lên đồ số lượng sai cái nghe các chị. Em nhìn lên đồ số lượng cái. Em có mặt tròn này quá đẹp, không đụng hàng luôn, em có 5 cái. 17.180.000. Em lên số lượng một xíu. Đây, em lên cho mặt này. Bao đẹp luôn giùm em nha, thị trường không ai có đâu các chị gái. À, bé có 5 cái thôi. Bên đầu với nữ hoàng một Amaro luôn. Đầu với nữ hoàng luôn em là Amaro tròn. Dạ dây em đang đeo 35.900.000. Rồi chốt đơn nhanh. Mặt nè. Đó. Rồi bao đẹp luôn em, mặt tròn mà luôn. Đó. Rồi xuất sắc luôn em mặt này. Hơi bị xinh. Rồi bé Vinh xuất sắc luôn cho em cái này luôn. Đây hơi bị đẹp, em có 5 cái Amaro từ A tới A. Em chốt cho 1.150.000. 1150. Dây em đang đeo dây tròn chị gái. Rồi em có 5 cái 115. Dạ chốt giùm em 9970. 9.970.000. Rồi dây này em chuẩn bị đây cho mấy chị nha. 359 mấy chị gái là cái này. Cái này hình tròn, mà tròn của nó là tròn hay bình thường á. Hay vì cái tròn của nó là tròn hộp dịch, là nó dài như dây kia. Còn cái tròn này á thì là nó tròn ngang. Dạ xin lại tốn tiền nha chị gái, chứ có làm giùm miễn phí là hàng sữa thôi. Rồi ok được ghi em chốt từ Đỗ Hoa Phương 178. Rồi dây này là 359.900. Xin thì tốn tiền. Xin thì tốn 359. Rồi mặt này em vô. Chị nào bỏ lỡ mặt này. Dây đang đeo 35.900 cục cưng. Chị ép hả chị gái? Em có kiện bính ép 4 tắc 2 nè. Rồi cái mặt này đẹp giá mang nha mấy bà chế. Mặt đẹp giá mang. Rồi chốt 997. Không đẹp miễn tiếp khách. Không đẹp mua lần này xong nghỉ chơi luôn. Coi như mua lần cuối. Nghe các chị gái. 99.70. Hàng mới bán giá sale. À, đồ chỗ khác người ta bán giá cũ, người ta bán thanh lý, người ta bán 1,250 rồi. Có lắc tennis không mà. Tennis là gì trời? Không nhớ rồi, chị gái em hơi cùng cùng rồi. Thôi hơi nắp nhẹ rồi. Rồi em có tổng cộng 5 cái. 9.970.000. Không đẹp đền, chỉ vậy thôi, đơn giản. Em vô tiện. Được mà, ở đâu nó có nước xi thì mình xi thôi. Quan trọng ở chỗ đó ta xin mình có đẹp không thôi. Xin được cục cưng. Rồi chốt đơn mặt giùm em, mặt nữ hoàng Amaro. Hello Amaro nha. Bao đẹp, mặt này là mẫu mới nhất luôn. À, từ từ nó nhanh nha Linh ơi, từ từ kệ. Giống như có chồng mà lấy gấp quá, lấy hàng xấu quá à. Rồi mặt này đăng luôn con, bao đẹp. Không đẹp em đền em. 997. Rồi bông nè. Bông ghép pháo bông y chang như bông sòn nè. Em về được 10 đôi. Dễ thương, không xả đơn đâu mấy chị gái. Xả đơn lỗ cọc 500.000. Đổi mẫu lỗ 500 đi chứ, chốt xong xả hoài em làm đơn không rồi. Chị nào chịu lỗ đổi mẫu thì lỗ 500.000. Chịu đừng có 500.000 chữ hoài em chịu không nổi. 340. Rồi bây giờ chốt cho bông một ghép này mềm. Em có 5 đôi, tao chung tới 10 đôi. 1,250, 4.250.000. Bắt đầu rồi, bắt đầu hết dài cổ. Mấy chị mang mốt cái cổ ngắn bụng với Ngọc Quyền à. Em làm xong nhanh lắm. Vô phần mềm xong là em làm nhanh rồi. Bây giờ tính tiền em đâu có tính tay nữa, em tính máy luôn rồi các chị. Trời đẹp lắm, cái set này là quá đẹp luôn á. Bông tai là 4,250. Ờ mai mốt Linh bán, Vinh bán Linh. Mai mốt Vinh bán. Em có 5 đôi thôi mấy chị gái. Bông tai ghép. À, chị gì xã 359 không? Con đăng 7D đi con. Thương hiệu cài Vinh đi con. Rồi 4,250. Ở đâu này cái ca đâu con? Qua kêu tắt đi âm sầm á. Rồi 425. Rồi chúc đời em Phạm Kim Thư. Bông bao đẹp. À, thuộc hơn 425. Dịch vụ hàng của chị sao? Chốt tuần nhận chị gái. Việt Nam tuần, nước ngoài 2 tuần, 3 tuần. Ok tình yêu Yến Nhiên.
đặt cọc 3 triệu 5 triệu số tài khoản sau lưng trên đầu em, dùng đơn 20 triệu mua sòn chuyển 50 triệu. Dạ chị nào có chốt xả like giùm em, đừng xả dưới like. À rồi ok cục cưng, ok tình yêu Yến Nhi. Bông có năm đôi bao đẹp. Cọc xong mới lên đơn, bên em không có đi cót chị gái. Bên em không đi cót. Ok. Rồi em có một cái lắc chân kim cương. Vậy em đang đeo hả chị gái? Ok. Bộ mặt đẹp cũng chết luôn. Dạ. Buồn quá chị ghê. Đây em có lắc chân kim cương. Đeo đơn dễ như hiệu quả nha. Thí dụ đeo có hơi chật thì em thêm tăng đưa toàn ten. Tăng đưa toàn ten mấy chị sẽ gắn thêm cái charm này cho em nè. Đó rồi em lên này 4250. Em lên một cái charm LV. Chia sẻ mới bán giá 1350, còn hồng em bán 1450. Vì charm này em đặt tiền công hơi bị cao ha. Rồi chị nào được thì chơi em chịu thôi ha. Được thì chơi em chịu thôi. Em có 50 charm. Trời em đặt tới 10 quýt năm nay mới có đó. Rồi em chốt dây này em đang cầm với mấy chị 1 triệu 150 ngàn. Một xài 1150. 115 rồi cái mặt này nó đẹp muốn chết. Có 9 triệu 970 ngàn tôi tức mấy bà tôi á. Đăng lên Diệu ơi, trời trời nó đẹp nè. À, đăng liền. Buồn mấy chị. Rồi dây này dùm em là 15 triệu 110 ngàn. 15 triệu 110 ngàn. Để tùy trọng lượng chị gái Kim Thảo ơi. Chị coi cái đơn giá nó tính chị bằng giá like không. Nó tính không bằng giá like thì báo em. Còn trọng lượng giống như không thể nào, giống như cái mặt đó 9970 không chừng, cái mặt sau 11 triệu không chừng, có cái 8 triệu mấy. À, tại nhiều cái nhỏ thì mấy chị không ăn vô. Dạ mặt là 997 chị Long Kim. Chị nghe cho chị Kim Thảo ơi. Chị coi đơn giá bạn tính chị đúng không? Nếu mà không tính không đúng thì báo em. Còn tiền là nó đâu phải là cái nào cũng giống nhau. Rồi 11 triệu. 15 triệu em chốt cho An Bình. Đừng đổi nữa các chị ơi. Không có thời gian rồi. À, rồi em chốt tình yêu An Bình 15 triệu 110 ngàn. À, Mẫn Linh dùm em mã sao 15 triệu 110 ngàn. Ok cục cưng 15110 không. Rồi bây Vinh hết. Rồi bây Vinh hết nha, xong. Em hết rồi. Không còn không còn. Không còn không còn. Em có một đôi Zara nè. Zara model cực kỳ. Một đôi duy nhất. À Zara em chốt cho 1250. Rồi lên đơn em Zara. Chị nào ghiền đồ đó. Rồi đem mấy chị sẽ xay. Đây xay hộp quanh gì nè. Đây đem cầm lộn nè. Đó mấy em xay cái bề hộp ra mà em đã bông này. Zara một đôi duy nhất. Em sell cho 1 triệu 250. Rồi chốt giùm em 6940. Đó mấy chị đeo nó gì nè chị gái. Bông đang đeo là 4 triệu 250 ngàn. Zara này có một đôi một giùm em. Dạ sòn ghép chắc cậu khoảng tuần nó mới về đó chị Thảo. Đủ ly luôn chị Thảo ơi. Rồi 6940. Ủa mấy giờ bay? 4:30 hả? Ê kêu máy đi chuyển tiền chị á. Để chị vô đèn kìa. Rồi em chốt cho tiền 1250. Rồi em cảm ơn tình yêu Yến Nhiên. Rồi 6940. Rồi bây Vinh ok tình yêu. Thank you em gái. Rồi rồi có một đôi ok tình yêu hết rồi bé hết rồi chia 359 em hết rồi mấy cục cưng xinh đẹp rồi chốt luôn nhẫn giùm em nhẫn bông mai à, bao đẹp luôn giùm em đi tay bây giờ chỉnh sửa đi tay được em sell cho 1 triệu 1 rồi chốt giùm em 69 chị 16 triệu 940 ngàn bông 4 triệu rưỡi bông đang đeo là 4250 nè nguyên ly em lấy bông Vinh đang đeo với nguyên ly em 16940 em chốt cho giá 1 triệu 1 triệu 1 ni với Vinh chỉnh sửa ni được ni chỉnh ni được đừng lo ni nha em lo ni được chị đừng lo lắng lăng tăng nha rồi chốt đơn 169 em sell cho 1 triệu 1 đăng luôn con 425 là với Vinh đang đeo nè 4250 rồi em chốt tình yêu viên đò nguyên ly rồi cảm ơn nguyên ly nha rồi chốt đơn rồi đĩa cân có 169 40 rồi ok cục cân hết ba bông anh đeo là bông đeo là 1250 chị gái chị Nguyễn thì của mã sao cái 16 triệu mấy nha chị gái yêu rồi bông là 425 khai vũ hết nè con rồi cham này chia sẻ 3 lượt em bán 1450 với 1350 chị nào không chia sẻ em bán 145 nha
lâu lâu kích cầu nha. À, dụ mấy chị chia sẻ là đẹp lắm. À, một cái mặt ở trên của nó mấy chị làm tram được, xỏ mặt được, làm tram được, đưa vô dây được, đưa lắc chân được. Em có 50 tram, quá đẹp cho một cuộc tình. Tèn 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 tèn. Vậy đây 4,5 tấc chiêu em Bình ơi, bên em 4,5 tấc nấu được luôn. Mấy chị không chia sẻ làm bán giá 3,4,50. Rồi 4,2,5 ha. Rồi ok tình yêu lo Nguyễn giùm em mã cuối cùng. Rồi chú giùm em chia sẻ bán giá 3,1,70. Trinh Đem Anh cảm ơn cưng. Đây 50 gram nhanh còn gặp mất tiêu. 50 gram nhanh còn chậm mất. Rồi có 50 gram nha, chia sẻ 3,1,70 cộng 3 lượt chia sẻ, còn không là đi Vinh bán 3,4,50. Tự nhiên cái mắt đi 280.000 nha. Bao đẹp dễ thương. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi bỏ xuống luôn đi con. Trời cũng hơi nó ra bằng mũi thôi, tự giờ chắc lên đường. Về với nội sớm. Ưng bụng buồn hả? Buồn gửi lên chị Vinh đổi lại cho. Có gì đâu buồn, có gì đâu mà khóc. Rồi ok, Vinh lo được. Rồi chốt đơn giùm em 3,170,000 cộng 3 lượt chia sẻ nha. Không đẹp với Vinh đền. Trời ơi xuất sắc mấy em nội ơi, mấy em nội. Cộng 3 lượt chia sẻ, không là mua 3,4,50 nha. LV phản đầu ở trên là phản đầu Amaro. Nhất cái nát không đẹp miệng lấy tiền. Rồi có 50 trang thôi. Cái này nó có 3,5 tháng nó chưa về nữa đó mấy chị gái ơi. Em đặt 3 tháng anh ạ. 3,170,000 cần sự yêu thương. À, quan tâm từ các chị. Rồi ok tình yêu. Rồi chốt đơn. Nhanh còn chậm mắt. Rồi chốt. Phương đi y ai lay giỏ. Phương đi y ai lay giỏ. Rồi chốt. Ai lay giỏ. 3,1,70. Không sao đâu, không có gì đâu chị gái. Ok tình yêu Duyên Quỳnh giùm em 3,1,7 nè. Em có 50 tre mà, mua lẹ giùm em. Thiệt luôn. Rồi chị nào được đấy em bóc qua đừng comment nữa nha. Ok tình yêu Hà My à. Rồi ok tình yêu Duyên Quỳnh. Ok tình yêu Phương đi. Có 50 tre mấy chị gái ơi. Nó thiệt nó đẹp y ghen như tui vậy đó. Y ghen như tui vậy đó mấy bạn. Rồi nhẫn này em có 6 nhẫn, 5 nhẫn. Đẹp cực kỳ, xuất sắc luôn. Không đụng hàng luôn nha. Ngon bổ rẻ, đẹp độc lạ, VIP luôn nhà em. Đẹp hơn sò, uy tín. Chủ ở trên nhân tạo chưa ai dám order về đồ bạch kim nhân tạo hết. Bé Vinh dám đó các chị ơi. À, em chốt cho 1,250. Rồi chốt like luôn em 1,150. Em có 5 nhẫn. Không đẹp mà không đẹp đền. Gắn vô trang vòng được luôn em, làm mặt cái kiền được luôn. Khoan đầu này gắn vô trăm vòng được luôn. Bao đẹp, không đẹp em đền cho. Rồi nhẫn này chụp liền, đăng liền thì em quá xuất sắc. Đăng lần 1, lần 4, lần ngang, lần thẳng luôn cho mẹ đi con. 14,400 các chị. 144. Mã này là mã độc nha. Mã này là mã độc. Gắn vô trăm được che đi cho ơi. 14,400,000. Đó, đẹp. Em nói thật sự luôn, nó còn đẹp hơn sầu nữa cái gì. À, đăng giá luôn con 144 cho người ta dễ mua con. 14,400 gắn cái khoen đầu này xỏ vô dòng trang thôi, khoen đầu xỏ vô dòng trang 14,400,000. Rồi lên đồ sale có 1 không có 2. Rồi chốt giùm em mã đọc cho tình yêu Mã Yên Quỳnh 144, Nguyễn Thị Của 144. Rồi kiện này em sale cho 1,2,000 kiện 5 bính đây bao đẹp. À, không lay dòng á, rồi lay dòng tới liền. Rồi 14,400. Rồi mã 144, ok cục cưng 144. Dạ Bảo Yến Quỳnh 144. Yên Đồng 144. Lấy nào xã nào báo, còn lấy hết báo em nha mấy chị. Chứ không có chốt cho nên tùm lum xong có chút xíu có bắt đầu à. Chị lấy con món nha. Bắt đầu chị em mình mít lòng lắm, có gì xã trên like đi. Rồi 14,400 các chị nha. Rồi em có một cái dòng cạc tria, ni tay 50, 51, 52 đeo được luôn giùm em cạc tria. Rồi dòng này em sale cho 1,280,000. À, tiệm màng Tu Hằng dùm em. À, chốt mấy chiếc lên mấy chiếc, còn không thì báo em dùm em. À, không lên đơn, ở điện hotline dùm em chị Thu Phương ơi, cho nó xuất đơn cục gì nó cục gì. Rồi dòng em chốt cho 1,250,000, tình yêu là bao lâu. Đi tay 50, 51, 52 đeo được một chiếc duy nhất. Hàng độc nha, cái này là xung quanh của nó
trên đây là nó nhận hộp Amaro luôn giùm em nè. Nè tay 50, 51, 52 đeo được. 23 triệu 400. 23 4. Em 3 triệu 400 đó chị. Đồ đẹp xuất sắc luôn á. Bao đẹp luôn á. 23 4. Ăn liền con này luôn con. 23 4. Rồi kiền này nữa là em đây. Kiền này em sale cho 1 triệu 2 gram. Mặt đang đeo là 3 triệu 170 nghìn các chị. Rồi em sale cho một đôi bông Lệ Quyên này 1 triệu 1. Rồi nắng này đi con, sale đi con. 3170 đăng luôn này cho mẹ đi. Chất liệu bạch kim 750 tình yêu Nguyễn Nga ơi. Chất liệu tốt chị gái. Chất liệu tốt giá rẻ. Rồi kiền 218. Kiền là 21 triệu 800 nghìn là kiền. Kiền 5 bính. Để Vinh sale cho 1 triệu 2. À, trời ơi, kiền này giờ 1-4-5 mấy chị chưa mua được nó mấy ông nội. Sale rẻ đó, em sale cho 1 triệu 2 gam đó à. Rồi lên bạch kim đồng hồ, có chị ơi 23 triệu 400. Là gì con? À, chúc cái vòng cho Bích Vân Nguyễn 234 giá rẻ luôn. Rồi, chúc đơn lên giùm em. Rồi kiền cổ 218, sale có 1 triệu 2. Nói gì nữa bây giờ? Bây giờ muốn nói gì nữa? Rồi em có cái lắc 7D này. Một chiếc duy nhất luôn. Em chốt cho chị nào hữu duyên thiên lý giờ này nha. 1250. Em chốt cho 1 triệu 250 ngàn. 7D luôn nha. À, 10 triệu 940 ngàn dùm em 7D. Chốt cái này xong á mấy chị, cái cha hồi nãy đó. Mình gắn thêm tăng đưa tăng đưa tăng tan. Tăng đưa tăng tan được luôn. À, 10 triệu 940 ngàn. 1250. Nhẫn đang đeo là 144 còn 1. À, lắc tay 7D, 7D. Lắc đó xíu. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị nhẫn LV thủy tinh. Ngôi sao mới Vinh sale cho 1 triệu gam. Em sale cho 1 triệu gam nhẫn này, bao đẹp. 13 triệu mấy chị gái ơi. Nhẫn này là 144 nha, 144 đăng luôn con, 144. Rồi lắc chân này. Rồi đây có một cái lắc chân trái tim. Dễ thương cực kỳ luôn nha mấy em, lắc chân, em sale cho 1 triệu 350. 1350 lắc chân nè. Đeo cái này cực kỳ đẹp luôn mấy em, 10 triệu 940. Chúc cho Khánh Hồng, Khánh Phụ. Ok, cục cưng 7D 1094. Rồi chốt luôn giùm em. Dạ Huệ Phạm. Rồi ok, cục cưng hết. Dạ à, ok, tình yêu Thanh Tuyền. Rồi lắc chân, nhẫn này 13 triệu 030 ngàn. Rồi rồi lắc chân này mới Vinh lên đơn mấy chị 1350. Dạ 12 triệu 900. 12.9 lắc chân nhà em có cộng duy nhất luôn kèo VIP nha mấy chị. Đeo cái này nè, cái cổ chân mấy chị nè. Cái tòn tan này nó sẽ rớt cái cổ xuống cổ chân vậy nè. Bao đẹp dùm em, từ dây chuyền mới Vinh cắt ra. 12 triệu 900, 135. Alo em nghe. Tìm em khoảng 1 tuần nữa là sẽ hoàn hảo hết. Tại vì còn cái dòng đèn ở ngoài nữa. Với lại em đang đi hai cái cổ của đó nữa. Với lại sáu ở trên kia nữa. À, nói chung là tầm khoảng em nghĩ là 1 tuần nữa là xong hết. À, rồi 12 triệu 900 em chốt cho Bảo Yến lắc chân. À, em có gì đo đi chân, cái gì ngắn dài nó sẽ hiện tăng đưa toàn tan. Rồi ok, anh kêu cục cân. Rồi chốt đơn, em chốt cho hai chị nha. Chị nào chị trước chị đó có đơn. Ok, tình yêu Yên Bình 12 triệu 900. Cảm ơn chị gái, nhẫn là 14. Rồi em chốt chị Hoài Tâm luôn, cái gì lấy dây chuyền cắt lại chồng kê lớn. Cái đó dây chuyền em cắt ra đó các chị. Rồi nhẫn là 14 triệu 400. Nhẫn 144 115. Có ghi mua cô lên trên đầu nha con. Nhẫn là 13 triệu giùm em, xem 1 triệu nha. Sorry, xin lỗi mấy chị. Nhẫn 13 triệu xem 1 triệu. Rồi dây này em xem. Cách mới mua xong, cách lại nhận nè.
em chốt với mấy chị 1.150.000. Dây này nên khuyên các chị, dạ mình đeo ngắn cho em, mình không đeo dài. À, chốt giùm em dây này. Khách mới mua 1199 nó 110 gram. Em chốt mấy chị là 126.500. Bao đẹp luôn. Cắt ngắn cho em, cái dây này đeo dài bị lật. Dây này em bao với mấy chị tê tán trái tim, nó đang là hơi bị dài 4 tấc 3. À, mấy chị cắt ngắn lên cho em đeo sát như vậy thì nó tầm khoảng 110 triệu thôi. 1.150.000 một gram. À, bên chơi chị Vinh em muốn mua gì? Bên chị mà muốn nói chuyện được nhưng mà giờ đang like rồi chị Hồng Tươi ơi. Có nhắn cho chị cái số điện thoại đó mà nghe cái nhũng não mấy chị ơi. Bông số 4.5 triệu. Nhẫn này em sale cho 1 triệu 1 gram. Nhẫn ngôi sao thủy tinh tủ ở trên nhân tạo. Rồi chốt giùm em 1 triệu 1 gram. 13. Dây em đang đeo là 126 triệu. À, Lệ Vi em sale cho 1 triệu 1 gram 7 ly. Nè con, đăng 1 triệu 1 gram cho mẹ đi. Trời, chiếc nhẫn đẹp bá cháy bồ cháy. Sợi dây khách mới mua 130 mấy triệu giờ mấy chị không có đeo. Mà tại cô đeo dài vậy nè. Cô đeo dài nó sẽ bị lợt. Người ta đeo sát cổ, dây này không ai đeo dài hết. Lần nào em cũng bị lỗ 4-5 mắt á mấy chị, tại bên em á. Không phải giống như mấy chỗ khác. Mấy chỗ khác cắt lắc nha mấy chị, sẽ bỏ cái mắt lắc đó vô trong đồ. Còn em cắt bao nhiêu tính tiền bao nhiêu. Nè mấy chị em, em đeo nhúc nhích cỡ nào cứ đeo ngắn cho em, đeo vừa thôi, không cần phải đeo siết cổ như lúc kia lúc ca đâu. Đeo vừa cái cổ lên trên này không bao giờ bị lợt. Rồi em chốt cho 1 triệu mốt nha em. 3.6 triệu. 3.600.000 luôn nhầm em. À, gửi lên nhận hộp chị Nguyễn Linh. Dạ, gửi lên nhận hộp. Bây giờ công nghệ thì cái chấu nó phải mỏng mà nhiều khi mấy chị đeo mỏng nó dễ xúc hộp thôi. Với là phụ nữ mình hay đi ra nắng hay đeo bao tay á. Nhiều khi cái bao tay nó dướng hộp mấy chị gái. Rồi chốt đơn bông Lệ Quyên xem 1 triệu mốt. 3.6 triệu nha. Xeo nhanh. Xeo nhanh, xeo nhanh. Rồi bông một hộp 8 ly xeo luôn 1 triệu mốt. Sợi dây em đang đeo là 126 triệu chị Hương Lý. Dây đang đeo 126. Được tình yêu Hạ Tiên, được cưng. À, đó 7 ly cục cưng. Rồi đôi bông này là bông 8 ly hộp cao cấp xeo 1 triệu mốt. Còn một đôi duy nhất. Còn một đôi một mà. 3.6 triệu chốt cho ai đây. Rồi em chốt tình yêu Hoa Tiên nè. 3.600.000. Rồi bông tai em 3344, bông tai 8 ly phát tài. 3.344.000 nha. Rồi Yến Nhi cho một bạn nữa nè. Rồi mà ha. Rồi chốt đợt mà em 3344. Dạ bông tai hết rồi. Dây em đang đeo chị yêu nó thương mua mà em. Bông một hộp 8 ly em đang đeo 3344, em chốt cho Misa. 3344, ok cũng cực rồi, chốc đơn. Long lề. Vậy em đang đeo đẹp với chị gái, 1150. Dạ mua về không đeo, mua về để ngắm. Cái gì em đang đeo là chị để ngắm cẩn thôi, mua về em có đeo. Nhưng mà cái ý nha, để về thòn lòn là không có chịu trách nhiệm lật. Đeo vừa vừa là nó không bị lật đâu. Rồi, ok tình yêu thơ Nguyễn. Rồi bé Vinh hả? Rồi bây giờ có những mô đen. À, 1350 mới mua được, em sale cho 1.2 triệu. Đi tay bây giờ chỉnh sửa đi tay được. À, rồi chắc giùm em 9.480.000. 9.480.000 giùm em. Ok tình yêu Sony. Rồi nhẫn này 10.500.000, em sale 9.480. Sợ nóng hay mở đèn màu trắng không nóng? Màu trắng không nóng? Mở cho đẹp. À, chịu 2 gram. Zalo lại giả nha. Số tài khoản sau lưng trên đầu em. Rồi nhẫn chốt đơn 9480. Nhà này khoảng 1 tuần nữa là xong. Bắt đầu quay TikTok. Rồi đẹp chưa mấy chị? Xuất sắc luôn á. Em bao luôn 948. Dạ được tình yêu Nguyễn Hằng ơi. Đấy anh bóc có mã. Mấy chị cứ chuyển cọc cho em. Rồi nhẫn đó em sale cho 1.2 triệu. Rồi dây này em sale cho 1.150.000. Dây này em nói không được nha. Dây này 4 tấc 2 đeo được. À, đó dây em đang đeo nó đâu có lật đâu mấy chị. Đeo ngắn lông lật mua về mà để đeo dài mà nó Vinh mắng vốn lật lại em chịu nha. À, dây này buộc đeo ngắn chị nào chịu thì lấy. Thị trường giá 1350 em chốt mấy chị có 115 thôi. Rồi chốt dây này sale 115. 33.500. 948 cho tình yêu Lan Nguyễn. 984.
Gì vậy con? Cái gì mà tay con sủi sủi rồi? 33 triệu, 33 triệu 400 ngàn, 4 tắc 2 nha. Em bán con 1 triệu 150 ngàn, trên 40 củ mới mua được dây này. Tại dây này là dây đặc, dây này là dây đặc nha các chị. 4 tắc 2 giùm em nha, 33 triệu 400. 33 4. Em có một cái mặt Gucci đồ hộp luôn giùm em sell cho 1 triệu 1 gam luôn mặt này. 135 em bán 1 triệu 1. Rồi dây này 145 em bán 115. 4 tắc 2 nó không được. 1 triệu 150 ngàn nha, trắng phiếu luôn giùm em, lung linh luôn đó. Chị nào mà cổ nhỏ nhỏ ốm hơn em chút xíu là vừa luôn, cỡ như em cũng vừa nữa. 10 triệu 703 ngàn, 10 triệu 703. Rồi em chốt chơi 1 triệu 1 nha. Mặt Gucci với danh xe cho 1 triệu 1. Trời dễ thương chưa. Rồi xuống nha, tối lên nha. Cái này 1 tiếng được rồi. Cái này 1 tiếng nè. Tắm đi con, ok cực cưng. Gì à? Gì mấy em quỷ? Rồi dây chuyền trái tim. Rồi cổng cuối cùng bao đẹp luôn nha em, dây chuyền trái tim. Chị yêu nào bỏ lâu cũng nha. Em xe xe này cho mấy chị có 1150 thôi. 115 rồi xong em xuống. À sòn xe phải không? Rồi ok có sòn xe. Chị mà không có em, chị gì cũng có, mua hết ở Kim Hương Vinh. Rồi sòn xeo. Rồi dây chuyền à, 984 vô tình yêu Lan Nguyễn 123 kìa con. Nãy đi uống nước đó con. Rồi dây chốt em 32 triệu 660 ngàn, cũng có một cộng duy nhất 115. Ờ nó y gan dây sọt 300 triệu cũng cái gì chứ, mà nó có 32 triệu thôi. Ba mươi hai triệu 660 ngàn. Rồi bông trà nồi này em chốt mấy chị giá chỉ có 1 triệu 2 luôn nè. Rồi trà nồi này giùm em, chốt giùm em 7 triệu 4, dây là 32 6. Rồi bông tai em có ống đôi duy nhất nha, một đôi duy nhất thôi, bao đẹp. Bông tai này hộp lùa. Rồi em lên tròn xeo 5 món em xuống. Đó đẹp chưa, bông tai 74, dây 326. Bông xeo 1 triệu 2, dây xeo 1 triệu 150. Hàng toàn là hàng VIP không à, dòng này là dòng đặc biệt. Rồi em chốt nha, sò nghe lẽ nha. Tất cả chia sẻ 3 lần em bán nha này. Rồi ok chưa. Rồi chốt đơn luôn em, bông tai này nhanh con chấm mắt giùm em. Em chốt được bông này cho mấy chị 15 triệu 500. Lẹ giùm em, 21 triệu 500 ngàn mới mua được nha. Bữa hôm em sale là 18 đó, bữa nay chốt với chị 15 triệu 500 ngàn. À, cho làm cách nào cho chuyển ngay đi là gì chị gái? 15 triệu 500. Rồi chốt nhanh 3 lượt chia sẻ, em cho đổ lô 10 bán lô 20. Bông sòn ghép ở ngoài là một vòng tròn, ở trong halo ghép giùm em, mini bông rẻ banh nóc. Rồi 15 năm. Rồi chụp cái này tất cả đăng sòn lên chụp hết đi con. 15 triệu 500 em bán rẻ lắm lắm luôn đó, rẻ lắm 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 luôn đó. 15 triệu 500. Ok tình yêu Tú Quyên, trời ơi ghé bèo nhiều Tú Quyên ơi. À, rồi cho đổi luôn 10 và lỗ 20 luôn nè. Ok hết. Rồi nhẫn sòn trái tim em có một chiếc duy nhất nha, em chốt chiếc nhẫn này cho 16 triệu, em cho đổi luôn 10 và lỗ 20 luôn trái tim. Lẹ bữa trước ai mua mắc hơn mấy triệu gắn chịu nha. Đây chốt giùm em 16 triệu. À, rồi chốt đơn 16 10 20 luôn. Lẹ mà mua chia sẻ nha, em chia sẻ không bán đó. Rồi chốt giùm em 16 triệu nhẫn này. Em có 5 món thôi, xong 5 món này em xuống 16. Nhẫn trái tim 24 triệu 525 triệu. Rồi to đùng luôn, mới dinh chốt cho 16. Em chờ đổi luôn 10 món lỗ 20. Vừa rẻ mà lại ít lỗ nữa. Rồi Nguyễn Gia Bảo, Yên Đòn đó. Rồi ai nhanh được nha, 10-20 luôn nha bà con dòng họ. Ok rồi. Chia sẻ chưa đó, là chút xíu bên kia mua gắn chịu nghe. Chủ mới chị chia sẻ. Rồi chốt đến nhẫn vuông này dùm em, 33 triệu chốt. Lẹ em chốt chiếc nhẫn to đùng luôn em, 25 triệu.
chiếc nhẫn to đùng 25 triệu, chủ ở trên tặng một chủ nhân tạo, đổi lô 10 bán lỗ 20, lẹ lô. Bông tai đang đeo hồi nãy là nhiêu? Bông tai đang đeo là 7.4 triệu. Rồi nhẫn là 25, 10 20 luôn bà con dòng họ, 33, sale 8 triệu đó. Rồi bà chị nào dồn đơn chuyển 50 triệu nha, chứ không có lý do trên công nghiệp tôi nha mấy bạn. Rồi ok, tình yêu nguyên đòn hết. Gửi chia sẻ qua cục vàng. Rồi đâu ông ta khoen sòn, tôi bị bơm, bán vốn luôn. Bị bơm bán luôn vốn luôn với mấy chị luôn, 23 triệu. Vô bán vốn luôn, 23 lỗ. Bông sòn tắm to luôn nhìn em, đơn giản dễ thương, đường kính 30-35. Không đẹp em đền, em chốt cho 23 năm, à, bông khoen sòn. À, rồi cho 10-20 luôn, chơi lớn, 23 năm, bông khoen. Có ai bán giá này đâu trời, cho cái bán ra bông này 48 triệu đó. Mà bông này là bông mới luôn chứ không phải là bông cũ. 23 năm, viên đòn mã dự bị. Chị nào nhắn dài qua điện hotline 0339662 gặp Hàm Hương dùm em. Rồi chốt hết. Số tài khoản sau lưng trên đầu em lưu ý, 24-27 là số nhà đó chị ơi. Rồi đôi này nhanh còn chậm mắt. Bông này bông lớn nhất trong lịch sử. Chỗ các bán bông này 31-36 triệu. Bây Vinh bán với mấy chị hôm 29.800. Hôm nay em bán ra bông này cho mấy chị nghe kỹ em nói nha. Em bán mấy chị chỉ có 22.500.000 lẹ. Dạ dây em đang đeo 32.600. Chị yêu lon lon 32660. Ok chị yêu, cảm ơn chị nhiều. 115. Bông tai là 7.4 triệu. Bông tai xem 1.2 triệu. Dây xem 1.150.000. Tất cả đồ em bán đẹp độc lạ ngon bổ rẻ đôi đồ luôn. Ít mẫu đi nhất thị trường nha, cứ yên tâm dùm em vấn đề đó. Cho nồi em đang đeo 7.4 triệu, xem 1.2 triệu. Cứ thế mà làm. Dây này chỗ các bán 1.5 triệu, 40.000. Ở 1.5 triệu, 50.000. Em bán gì đó, em bán ghé hàng chỗ các 30-40% là có thiệt. Rồi là bông hoa mai to đùng luôn dùm em, nhận từ 4 ly trở lên dùm em. Vì cái này là phơm to, bông này là bông xây đại. Bông hoa mai kích thích L. Rồi chốt 22.500.000. Lẹ đi mấy chị, 22 năm. Rồi em chốt chiêu lon lon rồi đó chị yêu. Sòn đôi này 15-25 bình thường nha. Tại đôi này em sập sẹp ở đâu mình cho chị rồi. Rồi chốt giùm em 36, em xem 22 năm. Đẹp lắm, bông mai bự lẹ. Nhanh lên 74 anh Nguyệt nè. Xong xíu con để dồn vô mình chia nha con để. Rồi ok cục cưng anh Nguyệt. Rồi em hết nha, 7.4 triệu. Rồi em hết, em chốt cho anh Nguyệt. Rồi em còn chiếc nhẫn này quá rẻ. Chiếc nhẫn này chia sẻ 50 lần mới bán, không là không bán. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi. 22 triệu. Rồi bây giờ chốt đơn nhanh giùm tôi, chia sẻ nha. Rồi giỏ chốt đơn em với nhẫn nữ hoàng này. Chị nào bỏ lỡ tiếc nè, chia sẻ 50 lần này mới bán. À, ok cục cưng chuyển rồi ở Vinh, ok tình yêu. Rồi em có một chiếc nhẫn tròn, tròn đẹp luôn giùm em nha. Nhẫn này 26 triệu. Em chốt chiếc nhẫn này cho mấy chị chia sẻ nè. Bên đây 4 lượt, bên đây 5, bên đây 40 lượt, bên đây 50 lượt. Nhẫn này em chốt cho mấy chị chia sẻ giá là 16 triệu chiếc nhẫn này, rẻ 10 triệu. Chiếc nhẫn em chốt cho mấy chị 14 triệu chiếc nhẫn này cho em, giỏ nhẫn được tặng nhân chủ nhân tàu. Vợ nhẫn tấm to lẹ. Chiếc hộp ghép bên đây, đi ở bên đây ghép bản 10 hộp mà 9 ly bên đây là 16. Giá chưa sale là 26 nha. Chiếc này giá chưa sale 22, dẫn chốt này 14. Vợ này 14, chủ trên nhân tạo. Rồi con này là 16 triệu lẹ. Em cho tất cả đầu luôn 10 bằng lỗ 20. 16 nè, nhanh còn chậm mắt. Cao thủ không bằng tranh thủ, hay không bằng hên. À, được để inbox vô là cứ chuyển cho em. Rồi em chốt cho heo xịn Tú Quyên hết, gửi chia sẻ qua. Cái này mà bơm cắn lỗ tai nha, cắn luôn lỗ mũi nha, nghỉ chơi nha. Làm sao lên đọc tên đó, nó hù với nó cho sợ hết rồi. Rồi em xuống nha mấy chị, tối 6:45 lên mấy chị, em mệt rồi. Tối em lên nha, rồi ngưng. Rồi em cũng châu bò lắm đó, ngày em lên 5-6 tiếng một. Rồi ok, cực cưng mấy Vinh hết. Bye bye các chị nha, 6:45 mấy Vinh lên. Cảm ơn các chị đã ủng hộ, yêu thương, nồng hậu mấy Vinh. Bye bye. Bơm cho quánh liền. Bye bye các cha, bye bye. 6:45 gặp lại.